Vùng dậy cả 2 tuần nay rồi đấy. Eo ơi, khiếp, Vùng lên cả nửa tháng. Thế thì chết mấy anh kia à? Này chị, thế Vùng dậy thế nào? Thích không? Chị kể cho em nghe với. Này, tò mò rồi gì? Để chị kể cho mà nghe nhé. Vùng lên như thế này này. Một là ngõ xóm đường làng vệ sinh sạch sẽ mừng ngày hội vui. Hai là chăm chỉ trên đồng bón phân nhổ cỏ cho mùa bội thu. Ba là công việc gia đình cứ ngon canh ngọt trong nhà ấm êm. Bốn là tiếng nhạc rộn ràng và trong khúc hát thiết tha chào mừng. Năm là hoạt động phong trào chung tay cùng với các ngành chăm lo. Ồ, lại cả chăm lo nữa hả chị? Thế chăm lo những gì ạ? Chăm lo sức khỏe cộng đồng, chăm lo đời sống cho từng hội viên. Chăm lo xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ con giống chăn nuôi vun trồng. Còn chăm lo bảo vệ trẻ em và hưởng ứng phong trào xây dựng thi đua người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có đủ những tiêu chí sau đây em ạ. Đó là những tiêu chí gì hả chị? Đó là phải có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Ôi, nhiều tiêu chí thế hả chị? Chưa hết đâu em ạ. Còn hưởng ứng cả cuộc vận động xây dựng gia đình ba sạch năm không nữa đấy. Thế năm không là không như thế nào chị nhỉ? Này nhé, năm không là không nghèo, không bạo lực gia đình, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Thế còn ba sạch là sạch những gì ạ? Này nhé, sạch nhà, sạch bếp, sạch đường. Trong ba sạch ấy chẳng chê sạch nào. Chung tay bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân. Này này, mà đến giờ chị em mình tham gia hội diễn văn nghệ rồi đấy. Thôi, chị em mình cùng vào để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ của mình nhé. Đi thôi, các chị ơi. Các chị ơi, hôm nào rảnh các chị lại nói tiếp để em hiểu thêm về hoạt động của hội ta chị nhé. Đương nhiên rồi.